Vậy là mình đã xong hoàn tất cái mâm cơm của mình rồi nha các bạn. Nói ăn ăn chay ăn đơn giản chứ không cũng không có đơn giản lắm đâu. Nó cũng hơi cầu kỳ chút xíu, ăn chay trường nó mới được lâu nha các bạn. Đây, cái món nấm rơm chúng ta mới vừa làm xong. Muối ớt xanh. Cái này là mình làm ở nhà nha. Cái này người ta ăn mặn ta chấm hải sản. Nhưng bây giờ mình ăn ăn chay mình chấm nấm rơm. Canh mướp. Còn cái này là chân nấm đông cô kho à, mình xào hơi mặn mặn ngọt ngọt đó các bạn. Đấy, cái mâm cơm mình vậy đó. Alo, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta đến với một cái món mới là nấm rơm chiên bột. Nguyên liệu của chúng ta là có nấm rơm. Nấm rơm này chúng ta lựa những cây nấm dù. Chúng ta sẽ chiên bột. Ăn cái thân này nó rất là dai và ngon lắm nha các bạn. Ở cái video trước chúng ta làm món nấm nướng. Nấm rơm nướng. Nấm rơm nướng là gì? Chúng ta lựa những cây nấm tròn. Nó sẽ giữ được cái nước trong cây nấm và cái vị ngọt tự nhiên của cây nấm. Còn hôm nay chúng ta sẽ chiên bột thì lựa những cây nấm dù như thế này, có cái thân nó hơi to. Nấm dù ăn rất là ngon, ta có nhiều bạn không biết ăn nấm dù luôn nha, chê luôn á. Và nấm dù thì chúng ta mua về chúng ta lặt sạch gốc như thế này, rồi các bạn đem đi rửa qua nước muối ngâm khoảng 10 phút. Ngâm nước muối khoảng 10 phút xong các bạn vớt ra để cho nó ráo. Đó, rồi chúng ta mới lăn vào trong bột chiên. Giờ chúng ta bắt đầu đem nấm đi ngâm nha các bạn. Rồi nấm của chúng ta sau khi rửa xong nó sẽ như vậy nè các bạn. Nhớ rửa kỹ kỹ hay giữ nguyên cây cho nó tròn trịa như vậy nha. Đừng để cho nó bị mớp méo. Dòng nguyên liệu của chúng ta để chiên đó là bột. Thì chúng ta đây có bột gạo, chúng ta pha một chút xíu với lại bột nghệ để màu vàng vàng các bạn. Ánh đèn sáng. Chúng ta để vô nửa muỗng cà phê hạt nêm với lại một ít hành. Chúng ta đánh cho đều. Lên cho nó tan bột mạnh, nhớ là các bạn quậy bột sạch sạch vậy thôi, đừng có lỏng quá thì nó không có ngon. Nó sẽ bị bở, bánh nó mềm, ý là nấm mình nó sẽ mềm. Giờ chúng ta tiến hành bắt chảo chiên nha. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành bắt chảo chiên. Chúng ta để cho cái chảo nóng khô khô nước đi các bạn. Rồi xong cái mình hãy cho dầu vào. Rồi chảo của chúng ta bắt đầu đã khô rồi các bạn ơi. Mình cho dầu ăn và tiến hành cho dầu ăn vào nha. Nhưng nên nhớ là chiên nấm này mình hơi tốn dầu ăn chút xíu, mình để dầu ăn nhiều nhiều á các bạn, chiên cho nó giòn cái cây nấm nha. Trong thời gian đợi cho dầu nóng thì chúng ta lăn bột cây nấm để mình tiến hành mình chiên. Đây, chúng ta tiến hành lăn bột cái nấm như thế này. Các bạn lăn cho đều cái nấm hết nha. Đó.
Rồi khi dầu bắt đầu đã nóng rồi, chúng ta sẽ tiến hành cho nấm vào nha các bạn. Đấy. Đấy các bạn thấy không, bắt đầu những cây nấm của chúng ta nó cái bột cái ít bột nghệ bắt đầu nó chuyển sang cái mặt hình cái nấm rất là đẹp nha các bạn. Chút xíu nữa chiên xong ra dĩa cái bắt đầu mình decor thêm trang trí thêm vài cái cây rau với dưa leo vô nữa cho cái dĩa đồ ăn mình thêm bắt mắt. Các bạn chiên nên nhớ là để lửa liu riu thôi nha. Cây nấm của mình đôi khi nó bự quá, bự mà để lửa lớn quá cái nó bị chín áp đó, ở bên trong nó không chín, ăn nó cái mùi nó không ngon nữa các bạn. Hơi gì đâu không? Đấy, chút nó dần dùng mắt. Đó các bạn thấy không, bắt đầu cái nấm chúng ta có màu vàng đẹp tuyệt vời không. À, đây là cái dĩa mình đã decor rồi nè các bạn. Đó, bắt đầu giờ chúng ta sắp nấm ra nha. Mình thì decor dĩa nó không được khéo tay, không được đẹp cho lắm. Nhưng mà vậy thì mình trang trí thêm để tăng thêm cái thị giác của mình nó hấp dẫn, đói bụng gây cảm giác đói bụng. Mình cảm thấy cái món ăn mình nó tuyệt vời làm sao. Đấy, các bạn sắp lên. Khi bước vào mâm cơm mà thấy một cái đĩa thức ăn hay là một cái món gì đó mà chúng ta làm cảm thấy bắt mắt là có cảm giác đói bụng ngay, và các bạn muốn ăn cơm mà ăn thật là nhiều. Món này chúng ta ăn kèm với cái nước chấm là nước cơm. À, nếu nếu mà các bạn có thể làm được cái nước chấm giống như nước chấm nước muối chấm hải sản gì đó các bạn. Còn thôi ăn với muối tiêu chanh. Thường thì có người thì họ lại thích ăn với tương ớt nữa. Nhưng mình thì lại ăn với muối tiêu chanh cho nó ngon bạn ơi. Tăng khẩu vị đậm đà. Ồ, cái dĩa nấm của chúng ta cũng nhiều lắm các bạn. Còn nữa nha, chưa hết đâu. Nè, còn mấy tay nấm nữa. Dĩa này hai người ăn hết đâu, mình chỉ có hai vợ chồng thôi. Mà cái dĩa này khủng quá, chắc bốn người ăn. Đó, sau khi làm hoàn tất các bạn thấy dĩa đĩa thức ăn mình đẹp không? Nó có rau ăn kèm.
cà chua, xà lách, rồi dưa leo. Đó, những cái rau ăn kèm này thay vì chúng ta để một dĩa riêng thôi, chúng ta trang trí lên đây nhìn nó đẹp, rồi sẵn gấp vô ăn luôn. Đó. Đĩa thức ăn này chỉ có 15 ngàn thôi các bạn. Chỉ 15k là có đĩa thức ăn cực kỳ ngon cho một bữa ăn. Rồi chúc các bạn thành công. Hãy nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nha các bạn. Nếu thấy hay thì hãy tặng cho mình thêm một like. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn có bữa ăn ngon miệng.